Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game quen thuộc, đó là tựa game Cyber Hunter nha anh em ơi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em lấy top 1 đơn giản trong chế độ Stronghold nha anh em ơi. Ok này, vẫn là chế độ quen thuộc luôn với sự tham gia của 4 đội chơi. Và anh em sẽ thi đấu theo thể thức đó là 8v8 nha anh em ơi. Mình tạm gọi chế độ này đó là chế độ thủ thành nha mọi người. Ok, đầu trận thì ngay cái chỗ mà anh em hồi sinh nó sẽ xuất hiện rất là nhiều đồ. Anh em tha hồ mà lựa nha. Vâng, với cái chế độ Stronghold này thì mình khá là thích cái vai trò đó là người bắn tỉa nha anh em. Đó. Rồi ok, chỉ còn một vài giây nữa thôi thì cái thành của chúng ta nó sẽ được kích hoạt này. Ok, thành đã được kích hoạt rồi nha anh em ơi. Đây rồi, ok. Và bây giờ chúng ta chỉ cần là tiến lên phía trước và cứu kẻ địch thôi nào anh em. Ok ok ok. Rồi nhé, đã có người trong team xanh mình kích hoạt cái thành rồi nha anh em ơi. Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần là cố thủ ở đấy và không cho đội đỏ xâm nhập là ok. Ủa đây à? Cái đậu xanh, ui, leo trèo ghê vậy nhỉ. Cái đậu xanh này, team địch ở ngay phía trên thôi nha em ơi. Leo lên và xử cho nó luôn này. Cái đậu xanh. Chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi, chạy đâu Hải ơi này. Ui, chạy lẹ thế nhỉ. Ok, hay lắm em ạ. À, được rồi. Ơ cái này là team mình. Ủa, đậu xanh đội đỏ nó lên trên nó chiếm lại thành rồi anh em ơi. Lên luôn nào. Anh em bình tĩnh nha. Cái đậu xanh. Được rồi nhé. Ok ok ok. Lên trên cái đá nào. Đứa nào. Đứa nào. Đây à. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này. Vâng. Bây giờ thì mình mới có được một kill đầu tiên luôn anh em ơi. Rồi nha. Như vậy là team xanh của mình lại chiếm thành thành công nhá. Cái đậu xanh này đậu đỏ này. Úi dồi ôi, có địch này. Chạy đâu em ơi. Tính chạy đâu hả em ơi. Ok ok, bình tĩnh nào anh em. À bây giờ là mình sẽ đứng ở đây và quan sát xem thế nào. Xuống dưới đi. Xuống dưới mình cảm giác là nó sẽ dễ bắn hơn nhá. Chứ còn ở trên là chơi hơi bị khó khăn đấy. Ok ok. Xuống tạm đây đi. Đâu rồi em ơi? Chạy đâu rồi hả em? Mình không biết là nó đã chạy đi đâu rồi cơ. À đây à? Đây hả? Cái đậu xanh này, cái đậu xanh này, cái đậu xanh này. Yes, 2 kill luôn. Ngon lành cành đào nha em ơi. Không biết là ở đây còn ai không đây ta. Wow, cái đậu xanh có ký hiệu này anh em ơi. Có người, có người. Ở trên có người nhá. Ui, đậu xanh ba đứa luôn. Chạy, 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 chạy. Chạy lẹ luôn chứ anh em. Ủa nữa hả? Nữa hả? Nữa hả? Này, 3 kill này. Không thể ngăn cản luôn. Để mình sẽ xem lút đồ cái đá lên trên nào. Đội đỏ nó đang chiếm thành anh em ơi. Cái này à? Cái này à? Đây à? Làm gì đấy em ơi? Làm gì đấy em ơi? Ok lần này. Vâng, như vậy là tiếp tục bây giờ nó sẽ tăng phần trăm của đội xanh mình nha anh em ơi. Đang có đó là 15% rồi này. Đứng đây thủ cho nó chắc ăn này. Không cho đội đỏ nó lên luôn anh em ơi. Ok ok. Ủa, mãi xa này mới có người cả. Cái đậu xanh này. Úi dồi ôi, let's go anh em. Cái khẩu bắn tỉa này thì bắn được có vài viên cái lại phải thay đạn. Với lại thật sự là cái lượng đam của khẩu súng này mình cảm giác là bắn không ok lắm đấy. Chơi tạm thôi thì được. Chứ nói thật với anh em là cái đam của khẩu súng này khá là yếu. Đã thế một băng đạn chỉ có 10 viên thôi anh em ơi. Ủa, đậu xanh phát hiện nguy hiểm hả? Từ từ anh em ơi, cậy đi, cậy đi. Qua đây cái con nào. Cái đậu xanh này sao vậy em ơi? Úi dồi ôi, làm sao đấy? Nữa này. À, có địch này, có địch này, có địch này, có địch này. Ok, 5 kill, bất khả chiến bại luôn. Thế này đã đủ căng thì anh em ơi. Bình tĩnh mọi người nhá. Để mình xem nào. Có địch này, chạy đâu em ơi. Ok luôn, yes, 6 kill. Kì kẹt kìa. Thật kìa, chú thích tập thói không? Có thích vỡ đầu không em ơi, bình tĩnh nào.
Mình sẽ đứng tạm ở đây cái đã anh em ơi. Úi dồi ôi, làm gì vậy? Làm gì vậy em ơi, úp đồ à? Đứng chỗ này phải nói là cam cực kỳ là tốt luôn nha anh em ơi. Cam tốt phết nhỉ. Mỗi tội khẩu này bắn cứ vài viên lại phải thấy đạn này. 10 viên của khẩu này bắn rất là nhanh hết nha anh em ơi. Anh em thấy chưa? Trong khi thì vẫn chưa kêu người sau này. Cái đậu xanh này muốn gì hả em ơi? Chạy à? Đừng có chạy em ơi. Ui, đó là bắn mình ghê vậy. Phi lên trên chơi vậy nha. Rồi ok ok. Rảnh có mà anh em thì đó, nó là một cái chức năng khi mà anh em chơi cái vai trò bắn tỉa trong team nha anh em. Cái đậu xanh này muốn gì em ơi? Muốn xanh mộ không em? Ok, vác súng trường ra sấy cho lẹ này. 7 kill, ngon lành. Ui, đâu vậy em ơi, bắn gắt thế? Bắn gắt thế em ơi, bình tĩnh nào. Làm sao mà phải bắn gắt như vậy? Đây à, đây à, đây à, đây à. Yes. Ui dồi ôi, chuẩn bị chiến thắng rồi anh em ơi. Ngon lành. Chiến thắng luôn dịch nha anh em với 7 kill này. Hello anh em, và chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi trong một trận đấu. Đó là Stronghold nha anh em ơi. Được rồi ok. Vẫn là vai trò người bắn tỉa xuất hiện đầu game với hai khẩu súng, một khẩu súng trường. Với lại thì chúng ta sẽ có được ngay một khẩu súng bắn tỉa nha anh em ơi. Ngoài ra thì đầu trận là mình chỉ thích lượm cái túi máu lớn thôi anh em ơi. Đó, nó rất là có lợi khi mà anh em chơi trong cái chế độ này luôn này. Rồi ok, vẫn là thể thức 8v8 quen thuộc luôn nha anh em. Đầu trận anh em cứ tranh thủ mà loot cho mình thật là nhiều đồ vào, bởi vì là xíu nữa cực kỳ là căng thẳng luôn nha anh em ơi. Nhiều đạn thì nó cũng là một lợi thế này, cũng như là anh em sẽ cần lượm cho mình nhiều túi cứu thương nữa. Đó là những cái điều vô cùng là cần thiết nếu như mà anh em muốn sống dai ở trong chế độ Stronghold này. Ok anh em, chỉ còn vài giây nữa thôi thì ok, thành sẽ được kích hoạt và anh em sẽ đến để chiếm thành luôn nhỉ anh em. Ok này, đang có rất là nhiều trang bị ngon nha mọi người. Let's go thôi. Đã đến lúc chúng ta cần chiến đấu rồi mọi người ơi. Đây rồi, cái này là cái team gọi là thật ra thì anh em sẽ thi đấu theo kiểu như này. Anh em sẽ có được một team squad và kết hợp với một team squad nữa tham gia trong trận đấu, đó là 8v8 để cố gắng thủ thành. Anh em thủ thành được lâu thì anh em sẽ kiếm được top 1 thôi. Đấy mới là cái mục đích chính. À đâu, nó là cái cách chơi chính trong chế độ Stronghold này nha anh em ơi. Ngoài ra thì chế độ này có thể anh em được hồi sinh liên tục, nên là chơi game nó sẽ vô cùng là thú vị nhá. Được rồi ok. Uầy, đội đỏ đang chiếm thành cơ. Ok, một đứa lên 3 điểm số này. Làm sao chuẩn bị đứa thứ hai luôn nha. À đủ. Uầy, bắn gì ghê vậy hả em ơi? Anh lại sợ chú quá cơ. Ok ok, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào anh em nào. Cái đậu xanh này ok, 2 kill luôn nhé. Nữa hả. Này này. Uầy, làm gì bắn anh vậy? Ui dồi ôi, anh lại sợ cơ chú quá cơ này. Cái đậu xanh này làm sao? Vì là ở vai trò bắn tỉa nên anh em chỉ cần là đứng ở xa và có thể là bắn tỉa được luôn nha anh em nhá. Cái đậu xanh này lên bảng đi em ơi, lên bảng đi em ơi. 3 kill này không thể ngăn cản luôn. Anh em thấy như này đã căng chưa? Hay là còn chưa căng nhỉ? Được rồi ok, cả team mình đang để lên luôn rồi anh em ơi. Gắt. Thế này thì team địch đỡ thế nào được hả anh em ơi? Cái đậu xanh này làm sao? Với vai trò người bắn tỉa, mình cứ đứng ở xa mình canh thôi anh em ơi. Người chơi vô địch sĩ kẹo Simer đang hạ gục nhiều mạng nhất trong chế độ Stronghold nha anh em. À đù, thằng nào vậy? Thằng nào cam ở bên trên này vậy? Ui dồi ôi em ơi, cam ở bên trên như thế thì đừng tưởng là anh không nhìn thấy được nhá. Anh mà nhìn thấy thì chú chỉ có nước là xanh mộ mà thôi. Ok mọi người, đây rồi, mình đang thủ thành được 13% rồi nha em ơi. Chắc chắn là trận này sẽ cố gắng kiếm lấy top 1 mọi người nhá. Cái đậu xanh này làm gì vậy? Ui dồi ôi, nhảy xuống đi em ơi. Nhảy xuống xem là có xanh mộ hay không nào. Ui dồi ôi, làm sao đấy? Làm sao đấy hả em ơi? Cái đậu xanh nhảy xuống rồi nha. Được rồi ok, được rồi ok này. Xem có đứa nào ở trên không ta? Chưa thấy đứa nào ở trên nữa cả này. Thủ thành được 26% rồi. Hay quá nhỉ. Á đủ. Có người này. Làm sao đấy hả em?
Rồi nha, rồi nha, rồi nha, rồi nha. Này 5 kill này, ngon lành chưa? Thật kia. À, thêm một đứa nữa anh em ơi. Ngay trước mặt này. Rồi ok ok. Anh em bình tĩnh nhá. Đậu xanh này, lên bản điểm số cho em. Ui, nó chạy kìa. Nó chạy nên là bắn hơi khó luôn cơ. Ui dồi ôi. Gì vậy? Thế nào bắn mình mà ghê vậy? Đây mình đang phải cuốn máu liên tục rồi nhá. Căng căng căng. Thật sự là không hề đơn giản đâu nha anh em ơi. Bình tĩnh nào. Đâu rồi? Người đang ở chỗ nào rồi ta? Ủa? Bên này không có. Hay là chỗ nó chưa chạy ra anh em ơi. Chỗ nó sợ chạy thẳng vào trong rồi cơ. À đây. Ui. Bắn khẩu gì vậy? Bắn khẩu gì vậy? Hình như là khẩu súng phóng lựu à? Đậu xanh phải không vậy? Rồi ok, lên bảng luôn nhé em ơi. Và đây anh em đón chờ mạng từ 6 đến từ vị trí của sĩ kẹo nào. Bình tĩnh thôi anh em ơi. Rồi ok ok ok. Không biết là mình nên đứng ở chỗ nào để ăn được mạng từ 6 đây. Ai à, bên trên này. Bên trên này. Úi dồi ôi, ngồi đây để cam ai vậy em ơi, 6 kill nhá. Ngon lành luôn, ui. Lên trên này luôn hả? Cái đậu xanh này, lên hẳn trên thì cũng xanh một rồi này, 7 kill. Nào, tầm này là chuẩn bị hóng mạng thứ 8 này anh em ơi, nào, đâu rồi? Trốn đâu cả rồi, vậy mấy đứa sợ anh ạ. À đủ. Ui, bắn rát thế, hay lắm em ạ. Thật sự là cho nó bắn rát dã man anh em ơi, bắn rát thế nhỉ. Ui, kinh kinh kinh. Ghê gớm thật anh em ơi. Bắn ra như này anh chơi 90% rồi nha, thôi xong thôi xong. Chuẩn bị cấp 1 này. Chuẩn bị cấp 1 này nha. Cái đậu xanh này làm sao, muốn gì? Muốn gì hả mấy đứa này? Ui dồi ôi, yes, chiến thắng. Vì là chúng nó không ra để cướp lấy thành nên là đội mình chiến thắng một cách hết sức dễ dàng nhá. 7 kill luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.